Đó. Đây mình tăng thêm để cho bạn nghe rõ hơn nhá. Ok, đến chữ 15 này. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Đây là lịch phát sóng theo chủ đề trên kênh để các bạn có thể chờ đợi bài giảng một cách chủ động hơn. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hóa âm phối khí, bán đồ phòng thu, nhận hóa âm phối khí sau sáng tác mới và nhận dạy hóa âm phối khí. Rất là mong anh em ủng hộ. Ngoài ra thì mình còn có group tự học FM Studio. Rất là mong anh em tham gia nếu như có nhu cầu. Đây là các bộ video mà mình đã làm được. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong bài giảng một bài review thì đúng hơn, một review một cái VST free đầu tiên của Sematic. Và đây là một cái VST mà được khá là nhiều bạn yêu cầu trong thời gian vừa rồi. Đó là Sematic Diablo. Diablo là gì ta? Ngày xưa thì mình cũng chơi một cái game Diablo, tiếng Anh sang tiếng Việt không biết, không thấy luôn này. Đây, có game Diablo từ ngày xưa. Game này nó giống, gần giống MU. Ok, rồi và bây giờ thì chúng ta cùng đến với Sematic Diablo bản Light. Bản Light à? Nghĩa là đây là bản Light thì nó sẽ có một cái bản bản full. Mình nghĩ nó sẽ có bản full, full chức năng. Mình sẽ đưa cái email của mình vào đây. Và sau đó thì mình, họ sẽ cung cấp cho mình một cái link download cho Windows. Khá là dễ dàng. Ôi, hơn 100 MB. Ở đây có một bản full của Diablo. Đó, biết ngay mà. Mua thẳng thì 100 đô. Rồi ok, sau khi download xong thì mình sẽ cài đặt Sematic Diablo Light. Rất là easy thôi. Nó lên một cái website thì bạn bấm yes. Next. Accept. Đó. Đây là vị trí cài đặt của nó nha. Các bạn có thể là để nguyên, không cần phải thay đổi gì cả. Nhưng nó hỏi đến đường dẫn VST thì các bạn phải đưa vào cho đúng nhé. Ở đây đường dẫn VST của mình là C Program Files, Extended Word và VST Plugins. Và mình chỉ lấy một cái 64-bit VST 2 thôi. Rồi, bấm Install và cài đặt. Sau cài đặt xong thì mình sẽ vào trong bên FL Studio và vào phần More Plugins và bấm Manager Plugin, bấm Find More Plugins. Nó sẽ quét các VST mới cho bạn. Thì thoảng các bạn nghe thấy tiếng lột sột thì đó là nằm trong project của chúng ta nhé. Nghĩa là nó tạo ra cái âm thanh lột sột, cảm giác chất lượng cũ cũ. Ok, sau khi quét xong thì cái Sematic Diablo Light nó sẽ có màu vàng, các bạn đánh dấu vào và thoát ra. Và sau khi đánh dấu xong thì các bạn ở trong phần FX của các bạn nó sẽ có cái phần VST như này. Và đối với VST này thì mình có đọc qua mô tả nó là một VST về distortion. Thì mình sẽ đưa nó vào 808 để các bạn có thể xử lý và nghe âm thanh một cách rõ ràng hơn. Rồi mình sẽ đưa Diablo Light. Rồi cái cảm nhận đầu tiên thì thấy mình thấy một cái thiết kế khá là hầm hố. Có một cái đèn đỏ ở đây nhấp nháy. Dung nham, kiểu dung nham. Trong đây có punch, clip, mấy cái phím rất là đơn giản thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ nghe thử cái bản nhạc của chúng ta trước khi sử dụng cái VST này nhé. À, và giới thiệu với các bạn một chút, đây là project mình hướng dẫn cho các bạn làm trong bộ video mới nhất của VBK Magic. Đó là bộ video hướng dẫn làm lo-fi R&B và lo-fi hip hop. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy liên lạc với mình để mua ủng hộ cho VBK Magic nhé. Lá khô rơi rụng nhiều trên con đường quen thuộc, chỉ khổ cho các bạn lau công thôi. Tôi nói rồi, trong cái xã hội này, có làm thì mới có ăn, cần cù, bù siêng lăng. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn. Sao em lỡ nói với anh một câu, mai chúng ta không gặp. Vì sao em lỡ đánh thức một con tim đang mộng mơ. Vì sao con tim anh đây. Rồi, ok, nghe lướt qua vậy thôi. Thì các bạn thấy là cái phần 808 ở đây nó đang rất là clean. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ test thử cái Diablo Light này. Mình sẽ tăng cái phần pan lên. Đó, các bạn thấy là cái độ nảy của nó tăng lên này. Đó, để dùng hiệu chỉnh 808 tăng pan này. À, mình có cái cảm giác cái phần pan này là distortion toàn giải tần chứ nó không hẳn là pan. Và khi mà các bạn cảm nhận được các cái giải tần số cao, nó
có cái harmony lớn hơn thì nghe có cảm giác nó nảy hơn. Chứ còn đâu đây cũng không hẳn là tác động vào phần punch như là những cái VST như Transition Process hay là Cashmere Essential, nó tác động trực tiếp vào cái transition của các bạn, nó giúp âm lượng của bạn nó có sự cách biệt rõ hơn. Nghĩa là cái sự cách biệt rõ về âm lượng nó tạo ra cái độ nảy. Còn đâu cái ở đây thì cho các bạn một cái tính chất thôi. Bản chất của nó là nó tăng cái distortion lên nhá. Các bạn nghe thấy nó sẽ hơi rè rè. Đó. Cái màu sắc ở đây được đẩy lên rất là sáng, khá là hay. Ok, tiếp theo đến phần clip. Ok, cái phần clip này thì mình tưởng tượng là giống như một cái volume và đẩy cái nhạc cụ của bạn to quá cái mức số 0, cái mức distortion ấy, sau đó là nó sẽ dùng một cái limiter nó đè vào, nghĩa là nó cho âm lượng của các bạn không đi quá một cái điểm nào đấy. Thì khi mà các bạn, đây các bạn nhìn cái âm lượng của bạn nó đang đẩy lên cao xong nó tụt xuống này. Đó, nhưng mà nếu để clipping này thì các bạn thấy là cái độ chênh lệch năng lượng của nó không quá lớn. Đó, thì nó cũng tương tự như một cái nó vừa là kết hợp một cái limiter và vừa kết hợp một cái distortion. Đó. Và thay đổi input. Đó, thay đổi output. Rồi, nếu mà các bạn học về các cái VST mà tác động vào âm lượng ấy, đó, thì các bạn sẽ biết là phần pre và phần out nó khác nhau. Nếu như mà các bạn tác động vào phần out thì âm thanh của bạn đang như này, các bạn vặn out thì nó chỉ to cái nhạc cụ của bạn như thế này. Đó. Nhưng nếu mà các bạn tăng input lên thì cái distortion của bạn tác động vào nó sẽ mạnh hơn hoặc là nhẹ hơn. Nếu bạn tăng lên thì cái tiếng của âm thanh của bạn không chỉ to lên mà nó còn rè đi rất là nhiều. Đó, nếu mà bạn tăng output thì nó nhảy. Đó, thì nó chỉ là to lên thôi. Nghĩa là tất cả các yếu tố của bạn tác động vào âm thanh nó như vậy rồi, nó chỉ làm to lên các bạn nhạc của bạn thôi. Mix ở đây thì là tỷ lệ giữa trộn cái năng lượng giữa âm thanh đã distort và âm thanh gốc. Đó, thì ở đây còn phần mix thì các bạn để 100%. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hiệu chỉnh một chút. Mình đưa hết về số 0 nhá. Mình mở cả bài lên. Em lơ nói với anh một câu. Đó, thì các bạn có thể thấy được là cái 808 của chúng ta khá là hiền và không được hiện diện rõ ràng. Bây giờ thì mình sẽ tác động vào distortion nhá. Mình tăng một chút punch. Thực ra cái này thì cũng không cần punch lắm bởi vì là nó có tiếng kích ở bên trên rồi, và đây là nhạc lo-fi R&B cho nên là chúng ta cần cái sự hiện diện của nó hơn là độ này. Mình sẽ tăng phần clip lên nhá. Đó, mình tăng nhiều này. Tuy nhiên các bạn nghe thấy nó hơi bởi vì cái phần bass đang hơi nhiều. Thì mình sẽ tăng phần input, nghĩa là mình muốn tăng cái distortion lên, cái độ lớn của distortion lên nhiều, chứ mình không tăng cái tổng thể âm lượng lên quá nhiều. Đó, các bạn thấy nghe thấy nó đã rất rè rồi. Đó, và sau khi xong thì chúng ta điều chỉnh lại âm lượng của nó một chút. Và bây giờ thì chúng ta cùng so sánh hai cái với nhau nhé. Đối với cái VST này thì mình thích những các cái VST mà nó có cái chức năng auto gain, nghĩa là các bạn tác động vào distort xong nhưng mà cái phần gain, cái âm lượng của nó không nhiều. Nhưng mà ở đây thì không có, thì hy vọng là trong cái bản full của nó sẽ có. Đây là âm thanh chưa có distortion này, âm thanh có distortion. Đó, các bạn nghe thấy nó tắt này. Đó. Đây mình tăng thêm để cho bạn nghe rõ hơn nhá. Ok, đến chữ 15 này. Rồi. Đây là chưa có này. Đây là có này. Âm lượng vẫn thế nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta so sánh trong bài. Và bây giờ thì mình sẽ tắt tạm cái mic đi, để cái loa bên ngoài nó không vọng vào trong, các bạn có thể nghe được rõ hơn. Em lơ nói với. Em lơ nói với.
Ok, thì các bạn có thể nhận ra là cái sự hiện diện của 808 nó rất là rõ ràng, chứ nó không chỉ đứng dưới cái dạng mà bị umumumum như kiểu một cái bass nền nữa, mà 808 của bạn lúc này, nếu mà các bạn chạy các nốt bass, các nốt 808 ở trong bản phối, các bạn chạy dạng track hip hop hay là gì đó thì nó sẽ rất là nổi. Ok, thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho bạn cách download, cài đặt một VST hoàn toàn miễn phí của Semantic, đó là Semantic Diablo Lite, cũng như là hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music, và sẽ rất là vui nếu như anh em ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy là phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể cung cấp cho các bạn những video phù hợp nhất với các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.